Handstand push-ups, 100 reps of handstand push-ups just in a session. Ok, thì bây giờ sẽ bắt đầu. Thì lần mình sẽ cố gắng hết sức trong tất cả mỗi lần, trong mỗi set, trong mỗi hiệp handstand push-ups cho đến khi nào mà đạt được 100 lần. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nha. Yo. Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ chính thức bước vào hiệp đầu tiên. Bây giờ là đúng 7 giờ tối nha, đúng 19 giờ, đúng 7 giờ tối. Ok, mình sẽ bước vào hiệp đầu tiên. Đây mà mình làm được bao nhiêu cái nha. Đứng chiều nào đây. Ok, chiều này luôn. Rồi, hiệp đầu tiên ha. Vô. Đầu tiên 15 cái bạn. Mình không có khởi động đi luôn nha. Hoàn toàn mình không khởi động đi luôn. 15 cái, ok. Rồi, nghỉ xíu mình sẽ bước vào hiệp 2. Ê yo, vào đây là hiệp thứ 2 nha mấy bro. Yo. Bốn mươi lăm.
Hiệp năm. Chính cái vì một cái ok các bạn, vậy là mình đã hoàn thành được 75 cái trồng chuối đất. I just did 75 reps of handstand push-ups, yeah, for about 7 sets. So vì vậy đến bây giờ thì chỉ còn 3 set nữa các bạn. I just have 3 more sets away. So I just gonna go in for it and did as much as I can. Thì bây giờ mình chỉ còn lại 3 set nữa thôi, là 30 cái nữa. Thì mình hy vọng là mỗi set mình sẽ làm được 10 cái. Ok, mỗi set mình làm được 10 cái là ok rồi bạn. Thì ok, cố gắng. Đến đây thì vai mình cũng hơi mỏi rồi. Tại vì cái ngày hôm trước, cái ngày hôm qua thì mình cũng đã tập về vòng vai và tay sau rất là nhiều. Mình tập dips và mình tập hít đất rất là nhiều bạn. Mình thì mình hít đất mỗi ngày nha bạn. Mình hít đất mỗi ngày. Yeah. Đó, cho cái lực đẩy mà nó khỏe lên. Ok, còn 3 set nữa thôi, cố lên. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta còn lại 15 reps nữa thôi. We just have 15 more reps. Rèo. Rồi 15 lần cầm dưới đất nữa thôi. Xong rồi, thì mình ráng dồn cái hiệp cuối này luôn. Cố gắng các bạn. Chứ 10 cái đã đuối rồi đó, không biết ráng thêm 5 cái nổi nữa không. Vô nha. Ok, ráng nha bạn. Cổ vũ lên. Video thì mình hy vọng các bạn nào hay tập trồng chuối đất á, cũng nên làm thử một cái thử thách như thế này, 100 lần trồng chuối đất trong vòng một tiếng thôi. Rồi chúc các bạn gặp nhiều thuận lợi và niềm vui trong việc tập luyện của các bạn. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.